Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về các buff hero trong thời gian sắp tới các bạn. Thì các hero được buff kỳ này bao gồm có Strays các bạn, Ravi, Kayron, Aria, Teyu, Roana là các hero 5 sao. Stray, Aria, Roana là những hero khá là được các bạn, nhưng mà vẫn còn được buff nữa, hy vọng là buff sẽ tốt. 4 sao thì có Blaze, Tingo, Kawana và 3 sao thì có Hanzo. Artifact thì có Magic for Friends mà cũng rất là lạ luôn, Magic for Friends cũng là một artifact khá ổn. Unfading Memories thì ok, đây là một artifact limited các bạn, chung banner với GN luôn, cho nên lỡ các bạn nào có sum ra hy vọng sẽ được buff lên và có thể dùng tốt được. Đầu tiên là Strays thì sẽ được buff vào Star Extinction là chiêu cuối các bạn. Bây giờ thì Stray khi mà dùng chiêu cuối thì sẽ không bị đánh counter attack nữa, rất là tuyệt vời, cleave càng mạnh hơn. Và đồng thời là sẽ giảm điều kiện xuyên giáp, tức là bây giờ Stray sẽ xuyên giáp dễ hơn các bạn. Bây giờ sẽ không cần phải build Stray quá nhiều attack nữa, mà sẽ dễ dàng đạt ngưỡng xuyên giáp 100% hơn, thì khiến cho Stray nó bổ tăng tốt hơn các bạn. Chắc là sẽ tăng speed nhiều hơn nè, rồi giữ attack thấp hơn một chút nữa vẫn đạt được hiệu quả xuyên giáp. Stray không phải là một hero yếu, vẫn được dùng trong những cái team mà quá châu bò, thì Stray vẫn là một câu trả lời tốt. Thì bây giờ là thêm một cái tiết mục không thể bị counter attack nữa nè, rồi buff sát thương nữa thì càng tốt hơn nữa các bạn. Ravi thì mình không có được dùng nhiều lắm á, cho nên là cũng không có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên thì đợt buff này có thể giúp cho Ravi trở lại đấu trường nhiều hơn. Đầu tiên là cái nội tại Ravi bây giờ sẽ có ngay 40 Fighting Spirit các bạn, cho Ravi tích Fighting Spirit nhanh và đồng nghĩa với việc chơi chiêu 3 được nhanh hơn. Chỉ cần chắc là một hai lượt là có thể dùng được chiêu 3 rồi, thì 40 Fighting Spirit đồng thời là tăng cái lượng Effectiveness lên thành 15% các bạn. Rồi attack thì vẫn là 15% như cũ thôi, thì cái này có thể cộng dồn 5 lần, có nghĩa là Ravi thì có chiêu 1 và chiêu 3 đều có thể khả năng stun được á, cho nên sẽ giúp cho Ravi là đặt được stun kẻ địch tốt hơn. Và chiêu 3 đặc biệt là stun xong rồi có thể trừ combat readiness 100% luôn, thì nó sẽ giúp cho Ravi đặt những cái hiệu ứng đó tuyệt vời hơn nữa. Đồng thời chiêu cuối thì cũng được buff các bạn. Cái này thì nó giống như kiểu cân bằng hơn là buff á. Thay vì là dồn hết tất cả vào sát thương thì bây giờ sát thương sẽ giảm một chút, tuy nhiên sẽ có thêm khả năng xuyên giáp 50%. Mình đoán là có thể giữ lại các hero có nhiều defense các bạn. Exclusive equipment cũng được chuyển các bạn, có nghĩa là bây giờ không còn cái tỷ lệ thiêu đốt khi mà dùng Slaughter là chiêu 1 nữa, mà bây giờ sẽ 70% cấm buff cho một lượt khi dùng Slaughter. Thực ra thì cũng ok, nhưng mà mình thấy với Ravi á, cái equipment mà giúp giải hiệu ứng bằng chiêu 1 á, thì cái đó nó có vẻ tốt hơn. Cái này thì tùy vào chiến thuật của bạn thôi, nhưng mà mình vẫn ưa cái equipment mà giải hiệu ứng hơn. Tiếp đến là lên Kayron các bạn, thì đây là cái hero được buff rất là hay nè. Đầu tiên là Void Slash là cái chiêu 1 á các bạn. Nhìn chung thì không có gì khác cả, trừ nguyên một đoạn text màu xanh này. Thì cái đoạn text này á, là nó bưng từ Immortal Will là cái nội tại á các bạn. Nhưng mà nó có thay đổi ở cái chỗ á, là bây giờ nó ghi như vậy nè: khi chiêu thức được sử dụng, tức là chiêu 1 được sử dụng, nếu như đó không phải là đòn dual attack và trên người Kayron có một buff, thì chiêu này sẽ chuyển thành một chiêu AoE đánh toàn cái địch. Và nó ghi thẳng luôn, nếu như đó không phải là đòn dual attack và cái đòn này cũng không kích hoạt dual attack, nó không nhắc gì tới counter attack hết các bạn. Có nghĩa là bây giờ Kayron counter attack có thể thành AoE luôn. Như hồi xưa thì nội tại của Kayron các bạn để ý nè, trong lượt của Kayron thì nó mới diễn ra cái sự AoE này, còn bây giờ là không có nhắc gì hết. Cho nên có thể tưởng tượng là cứ mỗi lần Kayron nhảy được counter attack là phang hết tất cả cái địch, chỉ với điều kiện là trên người Kayron phải có buff thôi. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có rồi, đặc biệt là những cái lúc mà Kayron chỉ còn một giọt máu á, kích được nội tại á, bật được cái buff bất tử này lên nè, xong rồi tới bây giờ thì bật thêm được cái buff né nữa. Mà như các bạn biết, artifact của sát thủ có thêm một cái artifact là nếu né thành công sẽ có tỷ lệ counter nữa, thì nếu như phối hợp với set counter sẽ cho Kayron rất là nhiều khả năng counter attack các bạn. Và counter attack là counter nguyên một team luôn á, nó giống như một phiên bản đáng sợ của Belion đó. Cho nên mình thấy là Kayron có vẻ sẽ thành một lựa chọn thú vị. Mặc dù muốn counter thì cũng không khó các bạn, chỉ cần đặt cái hiệu ứng cấm buff lên thôi. Tuy nhiên nếu như team địch chỉ có chẳng hạn như Rahn thôi chẳng hạn, thì Kayron có thể thắng lại được các bạn. Thì đây là một cái buff mà mình thấy rất là hay cho các bạn nào fan Kayron, hoặc là fan mà kiểu
Counterattack nói chung á, các bạn có thêm một cái lựa chọn thú vị nữa. Area cũng được buff các bạn, và cái buff của Area nó rất là hay ở chỗ là bây giờ tăng sát thương của chiêu 1 và chiêu 2 luôn. Chiêu 1 thì có thêm buff hiệu ứng trừ hit chance các bạn. Thì nếu như đó không phải là lượt của Area, có nghĩa là em chỉ đòn counter bởi vì đó là cơ chế chính mà. Tăng cái tỷ lệ trừ hit chance lên thành 70%, rồi tăng sát thương chiêu 1 nữa. Chiêu 2 thì thay vì máu càng thấp crit damage càng to thì bây giờ nó buff thẳng sát thương vô luôn. Hy vọng là cái lượng sát thương tăng thêm của chiêu 2 này nó ngang ngửa với lại cái lượng crit damage mà hồi trước á. Thì nếu mà nó ngang ngửa thì bây giờ Area sẽ càng tốt hơn, bởi vì lúc nào cũng gây được lượng sát thương tối đa cả. Đồng thời chiêu cuối thì buff khiên cho đồng minh, và cái khiên này sẽ tăng tăng cái độ dày lên. Thì thực ra đó còn là một cái lối bảo kê tốt thôi, giúp cho đồng minh có thể giữ được cái bắp tàng hình nhiều hơn. Thì Area nếu như gặp những cái team đúng á, không có cao tờ cứng á, hiện tại thì nó vẫn rất là mạnh rồi, mà bây giờ được thêm một cái bắp nữa thì quá là tuyệt vời luôn các bạn. Taiyou cũng được bắp các bạn ở chiêu 3, và thay vì là hồi xưa chỉ xóa hai bắp thôi thì bây giờ nó xóa hết tất cả các bắp. Nếu như mà có Enrage thì sẽ xuyên háng các bạn. Búp thêm một cái búp là speed cho bản thân Taiyou, thay vì hồi trước là chỉ búp attack thôi thì bây giờ là attack và speed luôn. Thì nó sẽ chỉnh được một phần cái điểm yếu của Taiyou. Thì như mình đã có xài Taiyou rồi mà mình thấy cái điểm yếu của Taiyou là bật Enrage rất là khó các bạn. Và phải cần có nên attack bên team địch thì Taiyou mới Enrage được. Và khi Enrage lên được á thì sát thương chiêu 1 nó mới to, đồng thời chiêu 3 nó mới mạnh lên. Thì cái nhược điểm đó nó vẫn chưa được khắc phục. Tuy nhiên bây giờ các bạn vẫn có thể dùng Taiyou để mở combat được rồi, bởi vì bây giờ Taiyou sẽ strip hết tất cả các buff luôn. Và đặc biệt là đi sau những kẻ địch mà có chiêu nên attack nữa, chẳng hạn như Angel of Light, Angelica nè, hoặc là Hera nè, thì Taiyou vẫn có thể tỏa sáng được bằng cách là bật nội tại lên, giải hiệu ứng rồi Enrage lên, và cuối cùng chơi cái chiêu cuối này xóa hết buff. Và khi xóa hết buff là xuyên hé luôn các bạn. Tăng cooldown của hero có attack cao nhất nữa, nhưng mà có ấn tượng hay không thì mình vẫn chưa chắc lắm á các bạn, bởi vì cái điểm yếu chính của Taiyou là rất khó bật Enrage. Khi bật Enrage rồi thì vẫn phải chờ tới lượt để mà đánh chiêu 1 ra hoặc là đánh chiêu 3 ra, thì như vậy nó hơi bị động một chút. Mình cũng không chắc là cái buff này nó hay nữa nhưng mà hy vọng là có thể thấy được Taiyou trong một vài trường hợp Arena BBB. Roana cũng được buff các bạn, thì rất là bất ngờ bởi vì Roana hiện tại rất là mạnh, và Roana là câu trả lời cho hầu hết các team mà đánh cao tận tắc nhiều luôn á. Cho nên bây giờ buff thêm nữa thì buff cái chiêu cuối các bạn, thay vì chỉ hồi máu và buff hồi sinh thì bây giờ là vừa hồi máu vừa buff hồi sinh, buff luôn cái khiên. Cái khiên thì tỷ lệ theo lượng máu tối đa của Roana, thì mình đoán là có thể chống cự được với những team có injury. Thì buff thì cũng tốt thôi, nhưng mà Roana nó vốn dĩ là nó mạnh sẵn rồi các bạn, cho nên cái buff này thì ok, chắc sẽ giúp Roana mạnh hơn. Lastingo các bạn, một hero Moonlight 4 sao. Mình không có nhiều kinh nghiệm dùng hero này á, nhưng mà bây giờ thì sẽ buff chiêu 2 của Lastingo. Các bạn sẽ có thêm 75% phá giáp toàn kẻ địch luôn các bạn. Và Lastingo nó có một cái combo rất hay là khi mà đánh crit cái chiêu 2 này nè, thì đòn crit sẽ kích hoạt cái chiêu 1 lên một kẻ địch random. Thì bây giờ Blazingo có thể là chiêu 2 phá giáp hết 4 kẻ địch luôn chẳng hạn, xong rồi có thể random chiêu 1 và nó tuyển một đứa lên được. Thì như vậy cũng có thể làm ra được một cái combo khá là hay ho cho Blazingo. Nhưng mà về ứng dụng thì mình chưa có nghĩ được ứng dụng nhiều, bởi vì mình cũng ít gặp trong BBB lắm. Không biết thì cứ để thời gian trả lời cho cái buff của Blazingo. Kawana cũng được buff lên các bạn, và bây giờ Kawana không phải phụ thuộc vào điều kiện tất cả hero trong team là lửa nữa, mà bây giờ là nếu như trong team có hero hệ lửa thì sẽ được buff những cái buff mà Kawana có ở đây, chẳng hạn như là skill nullifier cho toàn đồng minh hệ lửa nè. Xong rồi ở dưới đây Rough Welcome là chiêu 3 các bạn, thì bây giờ sẽ cho đồng minh hệ lửa tăng combat readiness 20%. Cái giá trị BVB cũng khá là giới hạn, bởi vì các bạn phải dùng hero lửa để mà có thể tận dụng được Kawana. Về PvE thì chắc là dùng trong những cái team nào nhiều hero hệ lửa thôi, chẳng hạn team Golem hoặc là Expedition Boss hệ đất chẳng hạn, thì mới có thể sử dụng được. Nói chung là những cái thứ mà giới hạn theo hệ á, mình thấy nó gọi là nó giới hạn cái tiềm năng hero rất là lớn các bạn. Kawana là một trong những hero bị như vậy, mặc dù là bây giờ không còn cái điều kiện toàn hero hệ lửa nữa.
Nhưng mà để mà có thể sử dụng được rộng rãi á, thì có lẽ cũng hơi khó. Handsome thì được bắp lên khá là nhiều các bạn, và cũng thấy rất là hay luôn. Chiêu 1 thì sẽ giảm hồi máu. Thì cái này không phải là bắp nữa nhưng mà nó sẽ được bắp ở cái phần ở trên này các bạn. Tức là hồi trước khi bà đánh chiêu 1 á, chỉ khi nào dùng trong lượt của Hanson thì mới gây thêm lượng 500 sát thương chuẩn thôi. Còn bây giờ là dù cho đánh bất cứ bằng đòn gì, dù ở tắc hay là cao tự tắc, vẫn có thể là gây cái 500 sát thương chuẩn này. Qua cái Blade of Vengeance là cái nội tại các bạn, thì nó có thêm một cái là trừ sát thương 25% khi mà đó là đòn cao tự tắc. Có nghĩa là bây giờ các bạn có thể dùng Hanson chọi với lại những hero như là Shu chẳng hạn, hay là Blade, hay là Violet, những hero chuyên đi cao tờ. Bây giờ Hanson sẽ gọi là giảm sát thương từ những đòn cao tờ và giúp bảo kê đồng minh được tốt hơn. Tất nhiên là khi mà có hiệu ứng giảm sát thương cao hơn thì nó sẽ không stack được. Đồng thời là tăng combat readiness của Hanson 25% và tăng lượng sát thương chuẩn của Sweep Cut và cả Burnishing Strike luôn, 1000. Hồi trước là chỉ đánh đòn chiêu 1 thì mới có cái lượng sát thương chuẩn này thôi, còn bây giờ đánh chiêu 1 hay chiêu 3 đều có được sát thương chuẩn hết. Và ngay cả chiêu 3 của Hanson cũng được buff, thì gây thêm sát thương chuẩn rồi thì như chiêu 1 rồi. Rồi đồng thời là được buff defense cho đồng đội nè, và buff khiên cho bản thân Hanson trong 3 lượt nữa. Và cái lượng khiên này á, nó sẽ tỷ lệ theo máu tối đa của Hanson. Và nếu như Hanson bị dính đòn cao tận tắc thì sẽ trừ cooldown của chiêu cuối Hanson đi một lượt. Và tất nhiên đánh đổi với đó là sẽ bị cộng một cooldown và trừ sát thương gây ra. Nhưng mà bản chất sát thương của Hanson là hero tăng cờ các bạn, những cái mà trừ sát thương này nè, nó không có phải là nó quá gọi là ảnh hưởng nhiều đó. Nhưng mà cái việc búp bù lại là búp cái lượng sát thương chuẩn cho cả chiêu 1 và chiêu 3 sẽ giúp Hanson có lẽ là sẽ xuất hiện được nhiều hơn. Tuy nhiên cái nhược điểm của Hanson chính là hero 3 sao các bạn. Mà hero 3 sao thì chỉ số gốc á, nó rất là thấp so với mặt bằng 4 sao. Mà 4 sao thì rất là thấp so với mặt bằng 5 sao. Mà hiện tại BBB bây giờ là toàn rất là nhiều 5 sao các bạn, cho nên thọt chỉ số là một trong những điểm yếu của Hanson. Hy vọng là mai mốt sẽ có specialty change thì sẽ bù lại được cái việc thọt chỉ số này. Mình qua đến artifact thì Magic for Friends cũng được buff các bạn, một cái buff mình theo mình nghĩ là khá là lớn luôn á. Tức là trừ sát thương crit từ 25 bây giờ nó lên thành 30% rồi các bạn. Nó tựa như là một cái Proof of Valor các bạn có thể tưởng tượng. Nhưng mà Proof of Valor thì nó giảm mọi nguồn sát thương, còn ở đây là nó giảm sát thương crit, thì như vậy là cũng là nhiều rồi. Một cái buff nữa cho Magic for Friends đó là bây giờ sẽ không kích hoạt khi mà hero bị chết. Có nghĩa là cái tình huống nó như vậy: hồi trước Mercedes nếu như mà bị chết và kích hoạt Magic for Friends thì vừa không nhảy được chiêu Dimensional Rupture này, và đồng thời là khi mà hồi sinh dậy thì Mercedes nó sẽ cooldown cái artifact này, như các bạn thấy đây, một lần mỗi hai lượt. Nó vào cooldown rồi là lượt sau các bạn đánh thoải mái mà vẫn không nhảy ra Dimensional Rupture. Còn bây giờ nếu như các bạn tiêu diệt Mercedes thì cái artifact này nó sẽ không được kích hoạt các bạn, và lượt sau khi mà Mercedes hồi sinh á, thì nó vẫn còn artifact này, Mercedes vẫn có thể là Dimensional Rupture các bạn. Nói chung là nó đã mạnh rồi mà được buff thêm nữa. Unfading Memory thì cũng được buff các bạn, tăng lượng máu hồi từ 4-8% bây giờ thành 5-10%, và tăng effect resistance lên 25%. Nhìn chung là mình nghĩ có thể cạnh tranh được với các artifact hồi máu mà nổi trội có lẽ là Rod of Amerilis, với điều kiện các bạn max nha. Rồi bên cạnh đó thì có thêm 25% effect resistance nữa, thì kháng được một vài cái debuff nhảm nhảm như là provoke hay là cái gì đó bên địch thì cũng khá là tốt. Mình nghĩ là sau debuff này thì artifact này có thể là gọi là đáng dùng trong những hero mà có nhiều chiêu nó đặc sắc. Rồi thì đó là tổng quan về các buff artifact và cũng như buff hero trong thời gian sắp tới các bạn. Mình thì đặc biệt là thích có Strays nè, rồi có Area nè, là vì những hero này mình xài nhiều và được buff thì mừng thôi. Tuy nhiên là có một cái buff rất là hay nữa là của Kayron các bạn, thì có lẽ là mình sẽ build lại counter Kayron, chờ cái buff này ra rồi sẽ dùng để thử có cái cảm giác mà counter rồi xong AOE nó sẽ như thế nào, hoặc quạt hai ba cái team địch có chết không. Đó thì những cái cảm giác đó rất là thú vị. Rồi thì đó cũng chính là gọi là buff hero nhé hàng trước thôi các bạn. Ở trong thời gian sắp tới chắc có lẽ là 29 tháng 9 thì cái buff này nó sẽ có hiệu nghiệm. Rồi mình cũng xin kết thúc video này tại đây và hy vọng sẽ cung cấp được cho các bạn những thông tin hữu ích.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.